Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 72. Chuyện Tượng Dương Đức Hạnh. Tiền thân Sila Vanaga, con người không biết ơn. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về Đề Bà Đạt Đa. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường và nói chuyện. Thưa các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa vô ơn, không biết những công hạnh của Đức Như Lai. Bậc đạo sư đến hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây đang nói chuyện gì? Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới vô ơn, trước kia kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Kẻ ấy không bao giờ biết công đức gì của ta. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai trong bụng một con voi ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Khi sinh ra, Bồ Tát toàn trắng như một khối bạc. Đôi mắt Bồ Tát giống như những hòn châu báu, chói sáng như năm loại ánh sáng. Miệng giống như tấm vải đỏ, voi giống như sợi dây bạc điểm thêm những chấm vàng đỏ. Bốn chân như mài láng như sơn mài. Như vậy, thân hình Bồ Tát có sắc đẹp tối thượng, được trang điểm với 10 đức hạnh ba la mật tuyệt hảo. Khi Bồ Tát lớn lên, tất cả con voi Hy Mã Lạp Sơn tụ họp lại để hầu hạ Bồ Tát. Khi sống ở Hy Mã Lạp Sơn, được dây quanh với 8 vạn con voi, Bồ Tát thấy tội lỗi của đàn voi trong tương lai nên tách rời khỏi đàn, sống một mình trong rừng, và với đức hạnh của mình được gọi là Tượng Dương có đức hạnh. Một người sống ở Ba La Nại chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy Hy Mã Lạp Sơn tìm những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống của mình. Do không nhận định được phương hướng, lạc đường, kẻ hốt hoảng vì sợ bị chết, vừa đi vừa giang tay ra than khóc. Bồ Tát nghe kẻ ấy than khóc quá độ, động lòng thương, muốn cứu kẻ ấy thoát khổ, liền đi đến gần. Kẻ ấy thấy Bồ Tát liền hoảng sợ bỏ chạy. Bồ Tát thấy kẻ ấy chạy liền đứng lại ngay tại chỗ. Người ấy thấy Bồ Tát đứng cũng đứng lại. Bồ Tát đi đến, người ấy lại bỏ chạy. Khi thấy Bồ Tát đứng, kẻ ấy cũng đứng lại và suy nghĩ: Con voi này khi ta chạy thì đứng lại, khi ta đứng thì đi đến gần, chắc nó không có ý muốn hại ta, mà chỉ muốn giúp ta thoát khỏi khổ này. Nghĩ vậy trở thành mạnh dạn, kẻ ấy dừng lại. Bồ Tát đi đến gần và nói: Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây và khóc than như vậy? Thưa voi chúa, không nhận định được phương hướng, lạc đường nên tôi sợ chết. Rồi Bồ Tát đưa người ấy về trú xứ của mình. Trong một vài ngày, thết đãi kẻ ấy với trái cây và những vật thực khác và nói: Này bạn, chớ sợ hãi, ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người đi. Bồ Tát để kẻ ấy ngồi trên lưng, đưa đến con đường có loài người đi. Người ấy là một người phản bạn, nghĩ rằng nếu có ai hỏi sẽ nói lên những gì cần phải nói. Tuy ngồi trên lưng Bồ Tát, nhưng người ấy vừa đi vừa nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ Tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con đường lớn đưa đến Ba La Nại, tiễn người ấy đi và nói: Này bạn, hãy đi theo con đường này, dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta cũng đừng nói cho ai biết. Nói xong để người ấy đi, rồi Bồ Tát trở lại trú xứ của mình. Người ấy đến Ba La Nại, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà voi, thấy nhiều đồ vật khác nhau được làm ra từ ngà voi, liền hỏi: Các bạn, nếu được ngà một con voi đang sống, bạn có lấy không? Bạn nói gì vậy? Ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi đã chết. Ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sống. Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến trú xứ của Bồ Tát. Chú voi thấy kẻ ấy liền hỏi: Ngươi đến đây vì mục đích gì? Thưa voi chúa, tôi nghèo khổ, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng để lấy tiền nuôi sống. Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không? Thưa voi chúa, tôi đến đây có đem theo cái cưa. Vậy hãy cưa ngà rồi đem về. Rồi Bồ Tát co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà tối thượng của chúa voi. Bồ Tát lấy cái dòi, giao hai cái ngà cho kẻ ấy và nói: Này bạn, không phải vì không thích ý, vì không ưa cặp ngà này mà ta cho bạn. Nhưng ngàn lần, trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ngà giải thoát giác ngộ.
ngà này có thể giúp ta hiểu tất cả các pháp. Do vậy, mong rằng sự bố thí đôi ngà này của ta sẽ đem lại cho ta nhất thiện trí. Với lời nói ấy, Bồ Tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của nhất thiện trí. Kẻ ấy lấy ngà xong đem đi bán. Khi tiền tiêu hết, kẻ ấy lại đi đến Bồ Tát và nói: Thưa Chúa Voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lấy được, tôi chỉ trả hết nợ cũ, vậy hãy cho tôi các ngà còn lại. Bồ Tát chấp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ấy đem bán chúng, rồi lại đi đến và nói: Tôi không thể sống được, hãy cho tôi chân gốc của các ngà. Được lắm, con voi nói và ngồi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên cái voi giống như sợi dây bạc của bậc đại sĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh núi Kailasa, đánh vào gốc chân của hai cái ngà cho đến khi móc thịt ra. Rồi kẻ ấy dùng cưa sắc bén cưa cái gốc chân ngà và lấy đem đi. Khi người độc ác ấy vừa ra khỏi tầm mắt của Bồ Tát, thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn 200.000 dặm, có thể chở nổi sức nặng kinh khủng của núi Tu Di, với các triền núi bao vây, với tất cả phân tiểu ghê tởm hôi thối. Nhưng quả đất không thể chịu đựng nổi sự độc ác kia, nên đã nứt ra tạo thành một vực thẳm. Các ngọn lửa từ đáy đại A Tỳ địa ngục phun lên, bao phủ con người phản bạn với một cái màn tử vong, cuốn lấy kẻ ấy đem đi. Như vậy, khi con người độc ác ấy bị nuốt vào lọc đất, vị thần trú ở khóm rừng làm gian dậy khắp cả khu rừng với lời nói: Người bạn vô ơn phản bội, giàu được cho quốc độ của vua chuyển luân cũng không cảm thấy thỏa mãn. Và để thuyết pháp, vị thần ấy đọc bài kệ này: Con người không biết ơn, luôn luôn thấy kẻ hở, giàu được cho quả đất không bao giờ thỏa mãn. Như vậy, vị thần cây thuyết pháp làm gian động cả khu rừng ấy. Còn Bồ Tát sống cho đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới vô ơn, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Sau khi kể pháp thoại ấy, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người bạn phản bội là Đề Bà Đạt Đa, vị thần cây là Xá Lợi Phất, còn tượng dương có đức hạnh là ta vậy. Ha ha ha,